Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Ronaldo chia tay Juve để trở lại Man United. Harry Kane sinh ra để dành cho Man United. Benzema hé lộ tương lai Zidane tại Real Madrid. Hazard muốn trở lại Chelsea. CR7 được cho là sẽ rời Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và đích tới rất có thể sẽ là đội bóng cũ MU. Cách đây ít giờ, Ronaldo đăng tải dòng trạng thái trên trang Instagram ẩn ý về việc sẽ rời Juve trong thời gian tới. Cuộc đời và sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào cũng được tạo nên từ những thăng trầm. Năm này qua năm khác, chúng tôi phải đối mặt với những đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ phi thường và những mục tiêu đầy tham vọng. Vì vậy, chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức mình ở mức xuất sắc. Năm nay chúng tôi không vô địch Serie A, xin chúc mừng Inter vì danh hiệu vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên, tôi phải đánh giá cao mọi thứ mà chúng tôi đã đạt được ở mùa giải này tại Juve, cả về mặt tập thể lẫn cá nhân. Siêu cúp Italia, cúp quốc gia Italia và danh hiệu vua phá lưới Serie A khiến tôi hạnh phúc. Với những thành tích này, tôi đã chạm đến mục tiêu mà bản thân đã đặt ra ngay từ ngày đầu tiên đến Italia, giành chức vô địch, cúp quốc gia và siêu cúp, đồng thời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới ở đất nước bóng đá tuyệt vời này. Tôi rất tự hào với những kỷ lục với bóng đá Anh, Tây Ban Nha và Ý. Tôi đã nói rằng tôi không theo đuổi kỷ lục đuổi theo tôi. Không gì sánh được với cảm giác khi biết rằng tôi đã để lại dấu ấn ở những quốc gia mà tôi đã thi đấu và tôi đã mang đến niềm vui cho những người hâm mộ câu lạc bộ mà tôi đại diện. Đây là điều tôi làm được, đây là điều khiến tôi cảm động và đây là điều tôi sẽ luôn theo đuổi cho đến ngày cuối cùng. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia cuộc hành trình này, Ronaldo chia sẻ trên Instagram. Với việc nhấn mạnh rằng mình đã đạt được tất cả mục tiêu với bóng đá Italia, CR7 được cho là sẽ rời Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và đích tới rất có thể sẽ là đội bóng cũ MU. Theo truyền thông Italia, Juve được cho là đã chốt xong giá bán Ronaldo trong trường hợp không thể giữ chân được siêu sao này. Theo nhiều nguồn tin, Manchester United và Paris Saint-Germain đang được xem là hai bến đỗ khả dĩ nhất dành cho Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo Tutto Sport, trường hợp không thể giữ chân CR7 trong năm cuối của bản hợp đồng, Juve sẽ bán anh với giá chỉ 25 triệu bảng. Đây được xem là số tiền tương đối rẻ so với thương hiệu và đẳng cấp của Ronaldo. Ở chiều ngược lại, lão bà cũng đang nhắm đến những ngôi sao để lấp đầy khoảng trống mà Ronaldo sẽ để lại. Theo đó, Antoine Griezmann của Barca và Mauro Icardi của Paris Saint-Germain đang được xem là hai mục tiêu hàng đầu của Juve. Trong mùa giải năm nay, mặc dù đã bước sang tuổi 36, tuy nhiên Ronaldo vẫn đang cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của mình tại Serie A. Cựu danh thủ McHugh khẳng định Harry Kane sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo để đưa Man United trở lại đẳng cấp của nhà vô địch. Tôi muốn Kane đến Old Trafford bởi tôi nghĩ cậu ấy sinh ra để dành cho Man United. Kane sẽ được phục vụ bởi những tài năng kiệt xuất xung quanh. Họ cũng sẽ trao cho cậu ấy sự hỗ trợ đủ để hướng đến mục tiêu giành danh hiệu. Harry Kane đang ở thời điểm danh hiệu là thứ duy nhất cậu ấy còn thiếu trong sự nghiệp, McHugh chia sẻ với Sky Sports. Tương lai của Kane là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở xứ sở sương mù vào lúc này. Tiền đạo người Anh đã bày tỏ mong muốn ra đi, nhưng còn 3 năm trong hợp đồng ký với Tottenham Hotspur hồi năm 2018. Anh vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn, nhưng chưa thực sự nhận được lời đề nghị nào. Cựu tiền đạo người xứ Wales cho biết, có một điều tôi luôn chú ý theo dõi Man United mùa này là họ không có tiền đạo trung tâm. Khi Edison Cavani không thi đấu, những cầu thủ khác như Marcus Rashford, Anthony Martial hay Mason Greenwood hoạt động không tốt như kỳ vọng ở tuyến trên. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phải loay hoay giải quyết bài toán hàng công trong những mùa giải gần đây. Chiến lược gia người Na Uy không có trung phong cắm với khả năng ghi bàn ổn định như Harry Kane. Các chuyên gia nhận định đây là yếu tố khiến Man United không thể cạnh tranh ngôi vương với Man City. Tôi nghĩ Man United luôn hay hơn khi Cavani thực sự đá cao nhất. Cậu ấy thể hiện tốt mùa này. Thật tuyệt vời khi Man United có thể giữ Cavani lại thêm một mùa nữa. Dù điều đó có nghĩa họ không thật sự khao khát theo đuổi Harry Kane vì cảm thấy đã có giải pháp ngắn hạn, cựu danh thủ Quỷ Đỏ khẳng định. Trong mùa giải này, chỉ tính tại ngoại hạng Anh, Harry Kane đã có 23 bàn và 14 pha kiến tạo sau 35 trận đấu. Anh là chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới và vua kiến tạo, nhưng không thể giúp Tottenham thoát khỏi mùa giải trắng tay. Gà trống cũng mất suất dự Champions League và Europa League mùa tới sau chuỗi phong độ sa sút ở giai đoạn 2. Karim Benzema bất ngờ tiết lộ tương lai của Zinedine Zidane tại Bernabeu trong một cuộc phỏng vấn trước giới truyền thông. Real Madrid đã có một mùa giải thất bại toàn tập. Điều đó là cơ sở để nhiều người nghi ngờ về tương lai của Zidane tại Bernabeu.
Thậm chí đã có nhiều tin đồn cho rằng vị huấn luyện viên người Pháp cũng đang cảm thấy mệt mỏi và muốn ra đi ngay trong hè này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Karim Benzema đã đính chính lại những tin đồn vô căn cứ đó. Phát biểu với báo chí, tiền đạo người Pháp tiết lộ tương lai của Zidane tại Los Blancos. Zidane đã là huấn luyện viên của Real Madrid cho đến bây giờ, phải không? Tôi không thấy anh ấy có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ rời đi. Anh ấy sẽ không đi đâu cả, bạn sẽ thấy điều đó. Ngoại trừ trường hợp Zizou muốn ra đi, anh ấy sẽ đi. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh nào nếu Real Madrid thiếu Zidane. Benzema là tiền đạo chủ lực của Los Blancos trong nhiều năm trở lại đây. Mùa này anh gánh đội giúp Real cán đích ở vị trí thứ 2 tại La Liga và lọt tới bán kết của Champions League. Khi được hỏi về phong độ đáng kinh ngạc trong mùa giải năm nay, tiền đạo người Pháp lên tiếng khen ngợi công lao của Zinedine Zidane. Zizou luôn thẳng thắn với tôi, anh ấy luôn có sẵn những kế hoạch khi ở trên sân hay trong các buổi tập. Điều đó mang lại sự tự tin cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, Zidane là một huấn luyện viên, đồng thời cũng là một người anh cả trong đội bóng. Anh ấy luôn ở đây và giúp tôi tiến bộ qua từng ngày, Benzema chia sẻ. Tiền đạo chủ lực của Real Madrid sẽ trở lại đội tuyển quốc gia Pháp sau một mùa giải thành công trên phương diện cá nhân. Benzema đã ghi 30 bàn trên mọi đấu trường cho Los Blancos và anh có cơ hội nâng cao con số này trong kỳ Euro sắp tới. Eden Hazard muốn chấm dứt cơn ác mộng tại Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Kênh truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha đưa tin Eden Hazard muốn rời Real Madrid trong hè này. Mong muốn của ngôi sao người Bỉ chính là trở lại khoác áo Chelsea. Hazard gia nhập Real Madrid với giá là 115 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 với mục tiêu chinh phục Champions League và danh hiệu quả bóng vàng. Tuy nhiên, quãng thời gian của cầu thủ này tại Bernabeu sớm trở thành cơn ác mộng. Anh bị chấn thương đeo bám và không có nhiều đóng góp cho đội bóng Hoàng gia. Ở mùa giải 2020-2021, cựu sao Chelsea có 7 lần đá chính tại La Liga, 3 lần tại Champions League. Những gì Hazard làm được là 4 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo, con số quá ít ỏi so với kỳ vọng từ huấn luyện viên Zidane và người hâm mộ. Trước đó, Mundo Deportivo tiết lộ Real Madrid quyết định giao bán Hazard trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay với giá 50 triệu euro. Khoản tiền này gần như bằng một nửa so với những gì câu lạc bộ này từng trả cho Chelsea hè 2019. Ngoài Hazard, Los Blancos cũng muốn bán thêm 7 cái tên, gồm có Diaz, Gareth Bale, Isco, Ceballos, Luka Jovic, Kubo và Vallejo. Đây đều là những cầu thủ không có suất đá chính hoặc đang bị Los Blancos đẩy đi dưới dạng cho mượn. Chủ tịch Florentino Perez hy vọng sẽ có thêm khoản tiền để phục vụ cho mục tiêu chiêu mộ Kylian Mbappe từ Paris Saint-Germain. Marcus Rashford thừa nhận anh sẽ khó từ chối cơ hội ra thi đấu ở nước ngoài dù đang ổn định sự nghiệp ở Manchester United. Marcus Rashford đã dành cả sự nghiệp thi đấu cho MU cho đến thời điểm hiện tại. Một sản phẩm của Học viện bóng đá MU, Rashford bứt vào đội 1 ở mùa giải 2015-2016 và mặc dù có lúc thăng lúc trầm, anh hiện đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình Quỷ Đỏ và là một tuyển thủ Anh dự kiến sẽ có mặt ở Euro 2021. Tuy nhiên, Rashford không hẳn là một ngôi sao bất khả xâm phạm tại Old Trafford. Anh được trao vị trí đá cánh trái sau một khoảng thời gian không thành công ở vai trò đá cắm, với vai trò ghi bàn thắng bằng các pha di chuyển cắt vào giữa. Mùa giải trước, Rashford đã đạt cột mốc 17 bàn tại ngoài hạng Anh, nhưng mùa này anh không chạm được tới mốc đó, dù khâu ghi bàn của cầu thủ 23 tuổi đã khá hơn ở đấu trường châu Âu. Rashford dù vậy vẫn được xem là một thành viên chủ chốt của đội bóng và là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin dùng nhất do sự chăm chỉ trong tập luyện lẫn nỗ lực mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, sau mùa giải này, Rashford sẽ chỉ còn 2 năm hợp đồng với Man United và điều tất yếu là một ngôi sao như anh sẽ được một số câu lạc bộ lớn quan tâm. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt cho tờ The Guardian, Rashford đã được hỏi về khả năng anh sẽ đưa tài năng của mình ra thi thố ở môi trường nước ngoài. Anh tiết lộ rằng anh đang học tiếng Tây Ban Nha và Italia không quá nhanh nhưng chắc chắn với mục đích giao tiếp và bắt ý đồng đội nước ngoài tốt hơn. Khi tôi còn đi học, tiếng nước ngoài không được coi trọng nhưng đá bóng khiến cho tôi có cơ hội đi nước ngoài và muốn tìm hiểu những nơi khác, Rashford chia sẻ. Thi đấu ở nước ngoài, tôi sẽ không bao giờ nói không với cơ hội đó. Ngoài MU, hai đội bóng tôi mơ ước nhất là Real Madrid và Barca vì họ luôn có cầu thủ vĩ đại và chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Xin lỗi vì câu trả lời nghe có vẻ hiển nhiên này, nhưng tất cả mọi người đều theo dõi Real Madrid và Barca thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.